Như các bạn đang thấy hiện nay thì chúng ta đang được chiêm ngưỡng chiếc xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8. Đây là chiếc xe Phantom đầu tiên được đưa về Việt Nam và có thể dễ dàng nhận thấy có màu sơn ngoại thất rất là bắt mắt với màu đỏ vẫn rất tươi. Và chúng tôi đã bắt gặp chiếc xe này trên đường phố của quận Long Biên, Hà Nội. Chiếc xe đang được chủ nhân đổ xăng, những lít xăng đầu tiên của Việt Nam được rót vào chiếc xe. Và sau ít phút thì chiếc xe đã sẵn sàng vận hành. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem chiếc xe di chuyển. Về mặt thiết kế ngoại thất thì Rolls-Royce Phantom thế hệ 8 vẫn sở hữu những đường nét rất là sang trọng, rất là mạnh mẽ, với những đường vuông vắn tạo cái cảm giác khỏe khoắn cho mẫu xe này. Tất nhiên là không thể bỏ qua sự sang trọng từ những cái đường nét mạ chrome, rồi hệ thống đèn chiếu sáng đằng trước dạng laser, rồi logo thiếu phụ bay Spirit of Ecstasy ở phía trước. Phía sau là ống xả kép được mạ chrome và cửa dạng mở Sui Squad, khá là đặc trưng của dòng xe Rolls-Royce. Xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này sở hữu một khối động cơ mạnh mẽ hơn thế hệ trước rất là nhiều, khi là được động cơ V12 tăng áp kép dung tích là 6,75 lít, công suất tối đa có thể sản sinh được trên mẫu xe này là 563 mã lực và moment xoắn cực đại có thể lên tới là 900 Nm. Tất nhiên đi cùng với động cơ như vậy thì chiếc xe cũng sở hữu hộp số tự động 8 cấp với công nghệ hỗ trợ vệ tinh khi sang số. Và Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ 0 cho đến 100 km/h chỉ trong 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Mức giá hiện nay của mẫu xe này chưa được công bố và có lẽ là sẽ rất là cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn những thông tin tiếp theo về mẫu xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 tại Việt Nam này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.